Căng thẳng tại Biển Đông lại dâng cao khi Trung Quốc liên tục tấn công, đánh đập và cướp tài sản của ngư dân Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 29 tháng 9 năm 2024, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra khi lực lượng chấp pháp Trung Quốc tấn công tàu cá QNG95739TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam không chỉ quan ngại phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc mà còn bất bình về cách hành xử thô bạo của các lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất sau chúng tôi vừa mới cập nhật được sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lần đầu tiên Việt Nam giận dữ với Trung Quốc kể từ sau vụ giàn khoan 981 năm 2014. Căng thẳng tại biển Đông lại dâng cao khi Trung Quốc liên tục tấn công, đánh đập và cướp tài sản của ngư dân Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 29 tháng 9 năm 2024, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra khi lực lượng chấp pháp Trung Quốc tấn công tàu cá QNG95739TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam không chỉ quan ngại phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc mà còn bất bình về cách hành xử thô bạo của các lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Căng thẳng leo thang, ngư dân bị hành hung sự kiện mới đây đã khiến dư luận Việt Nam và quốc tế bất bình và băng hoàng. Các ngư dân Quảng Ngãi kể lại câu chuyện kinh hoàng khi bị tấn công bởi tàu Trung Quốc, khiến nhiều người bị thương, tài sản bị cướp phá. Hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa tính mạng của ngư dân. Việc này đã châm ngòi cho phản ứng mạnh mẽ từ Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gây thương tích đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam. Bộ ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Bối cảnh địa chính trị phức tạp, không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc lại tăng cường các hoạt động gây hấn vào thời điểm này. Theo nhiều nhà quan sát, mỗi khi Việt Nam có những bước tiến trong quan hệ ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc lại gây sức ép. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang ngày càng gần gũi hơn, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này dường như là một tín hiệu khiến Bắc Kinh không hài lòng bởi Trung Quốc luôn coi Mỹ là đối thủ chiến lược hàng đầu trong khu vực. Việc Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa diễn ra chỉ một tuần sau khi Việt Nam và Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York gặp Tổng thống Joe Biden và ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng. Từ đó không ít người cho rằng hành động của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp rằng Bắc Kinh đang không hài lòng về mối quan hệ, ngày càng nồng ấm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và sẽ không nhượng bộ trong các tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông, bất kể áp lực ngoại giao từ phía Việt Nam hay quốc tế. Lần cuối cùng Việt Nam phản ứng mạnh mẽ như vậy là vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển tranh chấp, gây nên một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ Việt-Trung. Vụ việc năm 2014 không chỉ khiến quan hệ song phương dạn nứt nghiêm trọng, mà còn gây ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam. Hơn một thập kỷ trôi qua nhưng những hành động leo thang gần đây của Trung Quốc có thể đẩy căng thẳng trở lại mức nguy hiểm như năm 2014 tàu Trung Quốc đã tấn công đánh đập ngư dân Quảng Ngãi như thế nào. Các ngư dân Quảng Ngãi kể lại câu chuyện kinh hoàng mà họ vừa trải qua trên Biển Đông khi bị tàu Trung Quốc tấn công và đánh đập. Ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, thuyền trưởng tàu cá QNG 95739TS kể, anh em tàu chúng tôi đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa cũng mười mấy hôm rồi. Tới ngày 29 tháng 9 lúc 6 giờ sáng chúng tôi phát hiện một chiếc tàu ở rất xa. Mắt thường chưa nhìn được nhưng nhìn trong máy định dạng thì thấy đó là tàu 301. Nói chung tính trang thiết bị gồm máy móc ngư cụ và mấy tấn cá thì sơ sơ thiệt hại hết 5-600 triệu đồng. Ông Biên nói, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên cho biết sau khoảng một tiếng đồng hồ rượt đuổi thì tàu Trung Quốc bắt kịp tàu cá của ông. Sau đó tàu 301 thả ba chiếc cano kẹp vô hai mạn tàu cá Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam tìm cách không cho lực lượng chức năng Trung Quốc đu lên, leo lên bong tàu. Chúng dí nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau khi không leo lên được thì chúng điện gọi thêm tàu 101 tới áp sát, kẹp và rượt đuổi chúng tôi. Ông Biên kể tiếp, tàu 101 tiếp tục áp sát rồi quăng móc lên tàu cá Việt Nam để cho người đu lên. Lúc bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. Lúc đó mấy anh em ở dưới tàu la lên là bọn Trung Quốc leo lên được rồi. Tôi cũng hoảng nên cho tàu chạy nhanh về phía trước. Ông Biên kể, sau khi cho ba chiếc cano cặp vào tàu cá. Khoảng 40 người Trung Quốc leo lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Mỗi người cầm một cái rùi cui. Chúng tôi vừa chạy thì chúng đánh từ đằng sau đánh tới. Gặp đâu đánh đó. Chúng nhằm vào tôi là thuyền trưởng. Hai thằng đánh vô lưng và vai làm tôi bất tỉnh. Trong khi tôi bất tỉnh nó đánh mấy anh em khác. Anh Huỳnh Tiến Công bị gãy tay. Ông Biên thuật lại sự việc trước khi ông bị đánh bất tỉnh. Trong lúc ông Biên bất tỉnh thì lực lượng Trung Quốc dồn các ngư dân Việt Nam lại, bắt quỳ xuống, rồi lấy bạt che lại hết. Một số ngư dân xin đưa ông Biên vô cabin để làm hô hấp nhân tạo nhưng lực lượng Trung Quốc đầu tiên không cho, sau một lúc mới đồng ý. Tới khoảng 13 giờ thì thông dịch viên thông báo cho tàu cá của ngư dân chạy về Việt Nam sau khi đã lấy hết lưới, máy móc và mấy tấn cá. Lúc bây giờ tàu 101 của Trung Quốc vẫn bám theo. Thuyền trưởng Biên cho tàu chạy về hướng đảo Lý Sơn và dùng máy liên lạc gọi về Tổng đài Duyên Hải để thuật lại sự việc. Khi tàu vô cách bờ tầm 40-50 hải lý thì gặp tàu 6001 của Cảnh sát biển Việt Nam lúc đó mới băng bó cho anh Huỳnh Tiến Công rồi tiếp tục chạy về đất liền. Ông Biên kể, ngư dân Huỳnh Tiến Công 47 tuổi chú xã Tịnh Hòa thành phố Quảng Ngãi là người bị đánh nặng nhất, gãy tay chân bị đánh sưng vù và bị thương nhiều nơi khác trên cơ thể. Ông kể với báo chí ngày 2 tháng 10 rằng chiếc tàu đã thả cano tiếp cận tàu cá rồi cho người leo lên đánh anh em tới tấp đánh phủ đầu. Ngư dân Nguyễn Thương 34 tuổi bị đánh tới mức hở khớp tay kể rằng ông đã bị đánh bằng tuyếp sắt dài cỡ một mét trên tàu có bốn người bị thương nặng một người bị gãy tay bị thương mà không biết bị thương luôn người bị nặng nhất là anh huỳnh tiến công bị gãy cổ tay ông cho biết thêm dù bị đánh và bị cướp hết cá ngư cụ nhưng các ngư dân nói rằng họ sẽ vẫn tiếp tục đánh cá trên vùng biển của việt nam vùng biển của mình thì mình cứ đi bình thường chứ mình không có sợ biển của mình thì mình đi chứ ông công khẳng định Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể chối cãi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, do Trung Quốc thực tế đã kiểm soát thực địa tại quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974, sau khi Việt Nam Cộng Hòa để mất quần đảo trong một trận hải chiến, nên ngư dân Việt Nam khi đánh cá tại ngư trường này luôn đối mặt với sự xua đuổi thậm chí hành hung của các lực lượng Trung Quốc. Hội Thủy sản Việt Nam lên tiếng phản đối. Hội Thủy sản Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương vào ngày 2 tháng 10 về việc phản đối phía trung quốc cản trở cướp tài sản đánh đập ngư dân và kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đánh cá trên biển công văn dẫn báo cáo của hội nghề cá tỉnh quảng ngãi cho biết trong thời gian gần đây lực lượng chức năng trung quốc liên tục nhiều lần xua đuổi ngăn cản cướp phá tài sản trang thiết bị ngư cụ và sản phẩm hải sản đánh bắt của ngư dân quảng ngãi khi đang đánh bắt trên vùng biển đặc quyền kinh tế của việt nam gây nhiều thiệt hại về kinh tế và đe dọa tính mạng của ngư dân ta Công văn liệt kê các vụ việc ngư dân bị cướp, bị đánh, đập gãy tay gãy chân vào các ngày 19 tháng 8 và 29 tháng 9 năm 2024. Do đó, Hội thủy sản Việt Nam kiến nghị như sau: kịp thời xác minh vụ việc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái như trên bồi thường thiệt hại về sức khỏe con người tài sản cho ngư dân việt nam không xâm phạm đến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân việt nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam tăng cường các biện pháp hỗ trợ ngư dân thường xuyên có lực lượng chấp pháp hỗ trợ cho ngư dân bảo vệ an toàn cho ngư dân việt nam để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam góp phần phát triển kinh tế bảo vệ tài nguyên biển quốc gia và giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc không những rủi ro bị tàu Trung Quốc tấn công, sinh kế của hàng nghìn ngư dân ở Việt Nam còn bị ảnh hưởng trước lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung Quốc tại vùng biển phía Bắc Vĩ tuyến 12 trở lên từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 hàng năm. Trả lời Reuters vào ngày 1 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép và các cơ quan chính quyền Trung Quốc liên quan đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến vụ tấn công ngày 29 tháng 9. Các hoạt động tại khu vực mang tính chuyên nghiệp và có kiểm chế, không có ai bị thương. Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong một phân tích vào ngày 1 tháng 10, nhà nghiên cứu độc lập Đặng Sơn Duân chia sẻ trên website của ông. Hai tàu Trung Quốc tấn công các ngư dân Quảng Ngãi ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 29 tháng 9 là tàu Sansasifa 101 và Sansasifa 301. Trong khi đó, dữ liệu tàu biển cho thấy hai tàu Sansa Sifa 101 và Sansa Sifa 301 xuất hiện tại khu vực này vào sáng ngày 29 tháng 9. Đây là các tàu thuộc cục chấp pháp hành chính tổng hợp và quản lý tình trạng khẩn cấp của cái gọi là thành phố Tam Sa. Sự trùng hợp về số hiệu, vị trí hoạt động cũng như các cách hành xử bạo lực và vô nhân đạo cho phép kết luận chúng chính là hai tàu đã tấn công dã man các ngư dân Quảng Ngãi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ biển Đông điều mà việt nam và các nước khác trong khu vực phản đối với lực lượng trên biển vượt trội trung quốc hiện thực hóa các yêu sách của mình bằng việc triển khai rộng khắp lực lượng hải cảnh tàu dân quân biển tàu nghiên cứu tàu cá ở các khu vực bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng hải cảnh trung quốc đã bị cáo buộc gây hấn và làm gián đoạn các hoạt động đánh bắt thủy sản và khai thác năng lượng của các quốc gia như malaysia philippines và việt nam gây lo ngại về sự leo thang mâu thuẫn và thách thức mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực với Bắc Kinh. Trung Quốc đã và đang sử dụng chiến lược "tầm ăn dâu" tại Biển Đông, dần dần mở rộng sự kiểm soát bằng các biện pháp xâm lấn nhỏ nhưng liên tục. Bên cạnh việc sử dụng lực lượng chấp pháp, Trung Quốc còn dựa vào các lực lượng bán quân sự như dân quân biển và các tàu cá dân sự để làm vỏ bọc. Theo giáo sư Alexander Wuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương, Chiến lược này cho phép Trung Quốc kiểm soát dần dần mà không gây ra các cuộc đối đầu lớn. Nguy hiểm hơn, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng các tiền đồn và các lực lượng dân quân để gây áp lực lên các nước Đông Nam Á, khiến các hoạt động đánh bắt cá và khai thác năng lượng của Việt Nam, Philippines và Malaysia thường xuyên bị cản trở. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Việt Nam không chỉ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái mà còn hy vọng vào sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia ASEAN sẽ có phản ứng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một thực tế mới tại Biển Đông, phản ứng của Việt Nam cho thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình tại khu vực này. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bám biển, khẳng định rằng biển của mình thì mình cứ đi bình thường chứ mình không có sợ. Căng thẳng tại Biển Đông có thể sẽ tiếp tục leo thang nếu Trung Quốc không ngừng các hành động gây hấn. Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi khi việt nam có những bước đi gần gũi với các nước lớn như mỹ trung quốc lại tăng cường áp lực trên biển đông vụ tấn công tàu cá quảng ngãi vừa qua không chỉ là sự cố riêng lẻ mà còn phản ánh chiến lược toàn diện của trung quốc nhằm kiểm soát biển đông trong tình hình này việt nam không chỉ cần tăng cường đối thoại với các nước lớn mà còn phải củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền của mình trên biển Tổng thống Ireland chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngày 2 tháng 10, lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm cấp nhà nước Ireland được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ireland. Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và phu nhân chủ trì lễ đón. Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và phu nhân đã ra tận nơi độ xe đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đông đảo các thiếu nhi Ireland cầm trên tay quốc kỳ hai nước vẫy chào. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp riêng Tổng thống Ireland Michael D. Higgins Kết thúc cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ireland Michael D. Higgins cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức. Sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ireland Michael D. Higgins trồng cây lưu niệm tại vườn phủ Tổng thống. Trước đó tại phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký và ghi sổ lưu niệm với nội dung tôi vui mừng đến thăm đất nước Ireland. Hòn đảo Ngọc tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa và rất cảm kích về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Ngài Tổng thống và nhân dân Ireland đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Dù xa cách vì địa lý, nhưng với sự chia sẻ chung về lịch sử đấu tranh lâu dài để giành độc lập và kiên cường vươn lên, Việt Nam và Ireland đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt trong gần 3 thập kỷ qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì những thành quả hợp tác tốt đẹp sự tin cậy chính trị và tiềm năng to lớn của hai nước, tôi tin rằng quan hệ Việt Nam Island sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hiệu quả. Nhân dịp này, tôi xin chúc đất nước Island tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng, chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Island ngày càng được củng cố và mở rộng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia nằm trên quảng trường Penen ở trung tâm thủ đô Dublin của Ireland. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày.